Xin chào anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với tựa game Hải Tặc Đại Chiến thôi anh em ơi. Hôm nay là ngày 26 tháng 11, mình có một cái gift code mới chia sẻ đến anh em đây. Gift code này chúng ta nhận được thì khá là ngon. Quán thuốc biến dị, thuốc hoán đổi để anh em chơi sự kiện này này. Mà có thể chơi sự kiện này anh em có thể mua dương kho báu để anh em thử cái test độ nhân phẩm của mình. Không thì anh em có thể mua những con tướng như này hoặc là mua những cái phôi, những cái con tướng để chúng ta ép thôi. Một sao, hai sao, các kiểu, bốn sao nữa quẩn. Cần một con bốn sao này cần 4.000 thuốc hoán đổi cơ à? 4.000 à? Mình thiếu rồi anh em ạ. Thôi bây giờ mình chia sẻ code luôn cho anh em nha, anh em ăn code đi. Mà còn nhiều việc để làm mà. Đây, code livestream 26/11/2020. Đổi qua ok anh em ơi, vào check luôn đây nào, xem có những cái phần quà gì đây. Một thùng bia, 10 cốc bia, 600 thuốc hoán đổi, 1.000 đá cường hóa, 10 giấy thách đấu Belly 12 giờ và đá kinh nghiệm 12 giờ. Được anh em ạ. Nó phải gọi là chuất. Đúng lúc đang cần thuốc hoán đổi thì admin ta lại cho luôn. Admin Nami quá xinh đẹp luôn. Đã xinh lại còn tâm lý trên này thì chết anh em ạ. Chết 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 chết. Phim đá thằng quay su trên một đại tập. Mình đang rất mong chờ cái cốt 300.000 500.000 hoa với 1 triệu hoa anh em ạ, để cho anh em 100.000 Bailey lúc đấy thì đổi đồ thôi, làm xét đồ về nghịch. Lễ hội trang bị này này anh em này. Đổi xong mấy cái bộ này, bộ xoay xanh này. 60 triệu 8.000. Đổi được bộ Hải Âu nha. Từ bộ Hải Âu sang bộ đặc thù 20.000. Limit nhân 1. Sắm được một set anh em ạ. Set này không biết mình đeo nó còn nào đây. Chắc chắn là Moria rồi. Moria đang mặc cái set quần què xoáy xanh gì đây. 3% sát thương 9 mạng. Cho con Moria nó mặc cái set gì khác khác một chút, cho nó mạnh mẽ lên. Hiện nay trông nó mặc cái set này trông cùi quá. Đợi anh em, đợi cái cốt 100 vạn Belly thôi. Rồi anh em ạ, có lẽ clip của mình cũng xin lại đây thôi. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye.